À, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của nhà vườn Hải Đăng. Hôm nay trong cái chuyên mục giới thiệu những cây hoa cảnh đẹp, và bây giờ thì cũng là nhân dịp cuối năm rồi, cũng là những ngày mà chúng ta chuẩn bị trồng hoa cây cảnh để đón Tết. Thì đối với người Việt Nam thì Tết là một cái dịp lễ vô cùng thiêng liêng và quan trọng, là một cái thời điểm mà mọi người trong gia đình được sum họp và tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Thì có rất nhiều loại hoa tượng trưng cho ngày Tết như là hoa đào, hoa mai, hoa lan, hoa cúc. Trong đó thì cây hoa các loại hoa cúc là một loại hoa thì không thể thiếu ở trong những ngày Tết của người Việt Nam. Với cây hoa cúc rủ thì không chỉ giàu về ý nghĩa, một lý do nữa để mọi người nên chọn cây hoa cúc rủ trong ngày Tết chính là cái sắc hương của cái loại hoa này. Một chậu cúc rủ thì sở hữu vô vàn các đóa hoa, từng cành hoa rủ xuống bên dưới thì vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn. Mà hoa cúc rủ thì cũng có thể trồng trang trí ban công, sân vườn hay trong nhà đều được. Cúc rủ thì có hai màu, đó là màu vàng và màu trắng. Ngày Tết thì kéo dài từ 1 tuần đến chục ngày, vì thế ai cũng muốn trong gia đình có những loài hoa với cái độ bền cao và giữ được hương sắc. Thì cái cây hoa cúc rủ là sự lựa chọn lý tưởng vì hoa có độ bền rất là cao, có thể trưng được từ nửa tháng cho đến 1 tháng. Mà mặc dù khi mà cái bông hoa này tàn thì nó vẫn giữ được màu vàng óng của cái sắc hoa này. Và hoa thì nở liên liên tục, bông này tàn thì lại có bông khác kế tiếp luôn. Và thời gian trưng hoa cũng rất là lâu, và hoa cúc rủ lại có một mùi hương rất là ngọt ngào và quyến rũ. Chúng giúp cho ngôi nhà trong ngày Tết thì thật là ấm áp và tinh khiết.